Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin giá vàng được phát trên kênh Tuyết UK. Bản tin sáng ngày hôm nay ngày 11 tháng 9 năm 2020 gồm có những nội dung như sau. Mời bạn lắng nghe. Đầu tiên xin chúc bạn một ngày làm việc tràn đầy năng lượng và nhiều may mắn. Tiếp sau đây xin mời bạn đến với chi tiết bảng giá vàng trong nước cũng như giá vàng trên thế giới được cập nhật vào lúc 6 giờ sáng ngày 11 tháng 9. Giá vàng trên thế giới hiện đang ở mức 1.950,1 USD trên ounce. Giá vàng trong nước đơn vị tính là 1.000 đồng trên lượng. Giá vàng SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng mua vào 56.050, bán ra 56.750.000. Nhẫn 4 số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 53.950, bán ra 54.600.000. Vàng nữ trang 4 số 9 mua vào 53.500, bán ra 54.300.000. Vàng nữ trang 24 carat mua vào 52.262, bán ra 53.762.000. Vàng nữ trang 18 carat mua vào 38.579, bán ra 40.879.000. Vàng nữ trang 14 carat mua vào 29.510, bán ra 31.810.000. Vàng nữ trang 10 carat mua vào 20.495, bán ra 22.795.000. SJC các tỉnh thành phố. SJC Hà Nội mua vào 56.050, bán ra 56.770.000. SJC Đà Nẵng mua vào 56.050, bán ra 56.770.000. SJC Nha Trang mua vào 56.040, bán ra 56.770.000. SJC Cà Mau mua vào 56.050, bán ra 56.770.000. SJC Bình Phước mua vào 56.030, bán ra 56.770.000. SJC Huế mua vào 56.020, bán ra 56.780.000. SJC Biên Hòa mua vào 56.050, bán ra 56.750.000. SJC Miền Tây mua vào 56.050, bán ra 56.750.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 56.050, bán ra 56.750.000. SJC Quy Nhơn mua vào 56.030, bán ra 56.770.000. SJC Long Xuyên mua vào 56.070, bán ra 56.800.000. Giá vàng SJC của tổ chức lớn Doji Hồ Chí Minh mua vào 56.110, bán ra 56.540.000. Doji Hà Nội mua vào 56.110, bán ra 56.600.000. BNG Hồ Chí Minh mua vào 56.150, bán ra 56.600.000. BNG Hà Nội mua vào 56.150, bán ra 56.600.000. Phú Quý SJC mua vào 56.150, bán ra 56.550.000. Mi Hồng mua vào 56.100, bán ra 56.550.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 56.180, bán ra 56.550.000. Giá vàng SJC tại ngân hàng: Exxonbank mua vào 56.100, bán ra 56.600.000. ACB mua vào 55.900, bán ra 56.500.000. Sacombank mua vào 55.750, bán ra 56.750.000. SCB mua vào 55.900, bán ra 56.700.000. Mathembank mua vào 55.400, bán ra 56.900.000. TB Bank Gold mua vào 56.100, bán ra 56.600.000. Bản tin giá vàng sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin tiếp theo.